chào quý khán giả của Đài SCT trong chương trình Hội Dân Chủ Việt Mỹ của tuần này. Thu Hà xin kính chúc quý vị một năm mới thật an khang và thịnh vượng. Và đặc biệt tuần này chúng ta vẫn còn ăn Tết, vẫn còn mùng, chưa có sang mền. Và trong phòng thu hình của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi có mời trở lại chương trình. Đó là anh Minh Phạm, đã đại diện cho Tổng hội Sinh viên, chia sẻ đến quý đồng hương một số những chi tiết thêm về hội chợ Tết sinh viên sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, tức là ngày 27, 28 và 29 Tây tháng Giêng, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tại Orange County Fairground, cũng gần ở khu vực Lưu Sài Gòn của chúng ta. Xin mời anh Minh. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thu Hà nhiều lắm và cũng như quý vị đang xem đài SET TV. Thì một lần nữa Minh Phạm thì đến đây để cập nhật của quý vị một số thông tin cho hội Tết sinh viên vào cuối tuần này. Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Hôm thì mình có thể chia sẻ là ban tổ chức của hội chợ Tết sinh viên năm nay đã coi như là chuẩn bị như thế nào rồi. Dạ vâng, xin kính thưa chị Thu Hà, thì hiện giờ đó chúng em thì đã chuẩn bị xong là mấy cái xe mà vẫn chuẩn bị chất đồ và cũng như là xây dựng cái làng Việt Nam đã bắt đầu có mặt ở OC Fair and Event Center. Mình bắt đầu set up từ từ mấy cái hình ảnh làng Việt Nam và cũng như là các trò chơi vui nhộn cho quý vị khán giả. Và bên cạnh đó thì chúng em gian hàng thì hiện giờ đã hết rồi chị. Wow, gian hàng hết rồi hả? Wow, chúc mừng ban tổ chức hội chợ Tết sinh viên năm nay. Tất cả gian hàng mà coi như là đã hết, có nghĩa là cũng phải mấy trăm gian hàng đúng không? Đúng rồi chị. Dạ, tính cả thực phẩm thì chúng em hết từ đầu tháng Giêng, nhưng mà bây giờ là chúng em dự tính là còn mấy gian hàng triển lãm nhưng mà cũng hết luôn. Wow, như vậy là phải nói đây cũng là một cái thành công khá lớn, là tại vì mình tổ chức bất cứ những event nào, đặc biệt là nói tới hội chợ Tết, là mình sẽ cái gian hàng hay là những quảng bá bảo trợ rất là quan trọng. Mà tất cả gian hàng đã coi như đã hết chỗ rồi thì rất là chúc mừng. Rồi bây giờ coi như là bây giờ chính thức ngày nào để mà dọn hàng vào trong OC Fairground? Dạ vâng, thì nếu mà quý vị mà là các gian hàng hoặc là những người quý vị tổ chức thì chúng em có thể đã gửi cho quý vị một số cái email. Thông thường là một ngày trước khi hội Tết là vào thứ năm hoặc là tối thứ năm thì chúng em hoàn thành setup xong, nhưng mà để vào được hội Tết sinh viên là vào chiều thứ sáu, tức là trưa thứ sáu, tức là 4 giờ chiều chị. Bốn giờ chiều thứ sáu là bắt đầu là dọn hàng đó hả? Dọn hàng, trưng bày. Dạ vâng. Thì bây giờ nếu mà có một số tổ chức mà họ muốn ghi danh để mà làm thiện nguyện viên thì bây giờ bên tổng hội sinh viên hội chợ Tết có cần thiện nguyện viên nữa không? Dạ vâng, thì hiện giờ chúng em, mặc dù chúng em trong làng Việt Nam thì chúng em không còn nữa, nhưng mà các thiện nguyện viên mà về tổng quát thì chúng em vẫn còn. Thì quý vị có thể vào trang nhà của chúng em là tetfestival.org, hoặc liên lạc qua số điện thoại là 714-576-6411, 714-576-6411, và xin liên lạc với em Vanny Trần để có thể biết thêm chi tiết. Bây giờ hỏi mình là mình đã tham gia vào ban tổ chức hội chợ Tết sinh viên này được bao nhiêu năm rồi? Cảm ơn chị Thu Hà, đây là lần thứ 11 của em. Lần thứ 11, wow. Vậy là coi như là kinh nghiệm đầy mình ha. Dạ, kinh nghiệm, nhưng mà mỗi năm mỗi lãnh đạo khác nhau thì mình cũng mở rộng ra, welcome mấy em có những idea mới, làm sao cho mấy em phát triển cái tài năng lãnh đạo của mình. Mà mình với vai trò là cố vấn thì mình vẫn muốn giúp các em bằng hết mọi sức, mà tùy phải cho các em, nhưng mà luôn luôn phải theo cái hướng của các em, giúp cho các em hiểu về lãnh đạo và đồng thời là bảo toàn cái nền văn hóa truyền thống Việt Nam của chúng ta. Dạ vâng, thì bây giờ suốt 11 năm qua làm kinh nghiệm trong ban tổ chức thì mình thấy là thường thường là mỗi lần tổ chức hội chợ Tết sinh viên thì trung bình trên dưới cần bao nhiêu thiện nguyện viên cho 3 ngày? Dạ vâng, thì nếu mà tính cái em nhớ hình như là 300-500 thiện nguyện viên. Cái đó là mình chưa có tính đến staff và đến mấy cái người mà team, cái người trong nhóm chính của em là core team. Core team em ước chừng khoảng 60-100 em. Wow, yeah. Core team. Core team. Yeah. Còn như không core team, tổng cộng hết kể cả core team là bao nhiêu? 500. Cỡ 500-600. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta nói tới 500 thiện nguyện viên là có bắt buộc là mỗi người phải là 8 tiếng đồng hồ shift hay là tính nửa ngày shift thôi? Tính rất là có
Có một số thì có thể nửa ngày shift hoặc là một số có thể một vài tiếng, miễn sao các em tạo cho các em có điều kiện, một phần là mình tình nguyện viên mà mình luôn luôn có cái không gian thoải mái để cho các em đi chơi hoặc là tham gia với hội tốt sinh viên, cái chúng em không phải gò bó trong một cái thời gian. Nếu mà mấy em nào mà thật sự cần cái giờ thì chúng em cũng có chứng nhận và cho các em cái giờ, ví dụ em 8 tiếng thì được cái chương trình của trường, hay là mấy vẫn nhiều hơn nữa thì cần cho đại học để lấy cái chứng chỉ của trong lớp. Dạ vâng, rất đúng, tại vì bây giờ đa số những em mà đang học high school thì cần những cái điểm, những cái tiếng giờ coi như làm thiện nguyện. Đúng rồi. Để mà để coi như vừa tốt nghiệp hoặc là được xin được vô trường này, vô những cái trường đại học. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ đây cũng là dịp rất tốt cho quý phụ huynh có thể khuyến khích con em mình làm thiện nguyện trong cái buổi hội chợ tết sinh viên. 3 ngày cuối tuần, ngày 27, 28 và 29. Không bắt buộc, hồi nãy mình nói là không bắt buộc phải làm suốt 8 tiếng. Có thể là làm bao nhiêu tiếng cũng được, nhưng mà mình căn cứ cái tiếng, bao nhiêu tiếng mình ký giấy, đúng không? Ký giấy, đúng rồi. Dạ. Dạ vâng. Thì khi rồi bây giờ khi mà chúng ta nói với thiện nguyện viên, bây giờ khi mà bên ban tổ chức có cần mình có cần thêm bảo trợ nữa không, hay là bảo trợ cũng đầy đủ như gian hàng rồi? Bảo trợ, dạ vâng, cảm ơn chị Hiền. Mặc dù chúng em có bảo trợ nhưng mà chúng em vẫn cần sự bảo trợ rất là nhiều, không những chỉ về hiện kim mà cần giống như chị biết là những cây tre, lá chuối, cây lúa mạch, hoặc là quý vị có những cái hoa hoặc là những cái vật liệu mà chúng em có thể trang trí cho làng Việt Nam. Và bên cạnh đó, quý vị thấy đó là mình có 500 tới 600 em tình nguyện viên, thì cái thức ăn, thức uống và những cái vật, những cái hiện kim, những cái cơ quan bảo trợ quý vị mà có những cái thức ăn, thức uống mà giúp cho các em, thì cái chúng em rất là cảm ơn sự quý vị, nếu mà quý vị ủng hộ cho chúng em những về mặt đó của chúng em. Dạ vâng, rất đúng. Mà phải nói là có một vài căn nhà ở trên đường Gargro với lại trên đường hướng đi của Anaheim, về hướng Anaheim, Thuà có thấy có nhiều căn nhà có trồng rất nhiều cây tre. Đúng rồi, hả chị? Họ cầu trồng cây tre mà để mà dọc theo hàng rào á, để mà bảo vệ cái hàng rào luôn. Dạ. Thì cũng rất nhiều. Dạ vâng. Biết đâu Nam Mai mình tới, mình gõ cửa xin tại chỗ. Có thể họ cho nó. Nhưng mà nên bây giờ chúng ta trở lại thì rất mong quý vị, nếu mà trong nhà quý vị có những cây tre hay cây tre, cây trúc hay là cây chuối hả? Là dạ. Để giúp cho các em trang hoàng làng Việt Nam. Thì khi mà chúng ta nói làng Việt Nam thì phải nói là lũy tre hả? Lũy tre già, lũy tre đầu làng. Rồi những cái bụi chuối thì đó, mình gợi đến cho quý vị là hình ảnh một quê Việt Nam. Ok. Yeah. Đúng không? Đúng rồi chị. Rồi bây giờ khi mà mình có thể chia sẻ về gần đây chúng ta có những cái tin tức khá coi như là khá buồn ha. Trong cái những cái mùa lễ Tết Nguyên Đán mà có những cái vụ mà xả súng ở những cái nơi tập trung, thì khi mà chúng ta nói tới đó thì bây giờ mình có thể chia sẻ là bên ban tổ chức có dự phòng cái gì? Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thu Hà đã nhắc về vấn đề này. Thì quý vị cũng chúng biết đó là vừa một vào mùng trước đêm giao thừa là năm 30 Tết, thì ở trên thành phố Monterey Park thì có cái vụ xả súng giống như chị Thu Hà nói, là ở cái lễ Tết Nguyên Đán của chúng ta. Thì sau khi mà chúng em nghe cái tin đó thì chúng em cũng biết là cái vấn đề an toàn an ninh rất là quan trọng. Thì hôm qua em có nói chuyện với trưởng ban tổ chức, thì các em có nói lại với bên những lực lượng, những cái thành phần cảnh sát hoặc là những bên an ninh của OC Fair and Event Center để make sure là cái bữa đó mà quý vị vào đảm bảo cái sự an toàn trên hết của quý vị, và chúng em luôn luôn cảnh giác là những cái hoạt động hay là những cái xem những người vô xem có ai nghi ngờ hay không, để mình đảm bảo cái sự an toàn. Tại vì chúng em giống như quý vị nhớ là năm ngoái chúng em đại dịch Covid-19, chúng em rất là nghiêm khắc về vấn đề mà cái vaccine, thì chúng em sẽ làm tương tự như vậy cho năm nay khi mà xảy ra cái sự việc xả súng vào tối ngày thứ Bảy tuần trước, đúng quý vị? Dạ vâng, thì cái đó cũng rất là tốt. Mà nếu mà mình có thể chia sẻ là cái thời khóa biểu ha, hội chợ Tết sinh viên sẽ bắt đầu giờ nào tới giờ nào? Dạ vâng, kính thưa chị. Thì vào thứ Sáu thì chúng em là từ 4 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm. Thứ Bảy là 11 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Và Chủ nhật là 11 giờ sáng cho tới 9 giờ đêm. Thì vào thứ Sáu chúng em có cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường. Vào thứ Bảy thì chúng em có lễ khai mạc và sinh hoạt văn nghệ cộng đồng. Và vào ban đêm tối thứ Bảy thì chúng em có cuộc thi
đêm sinh viên, nơi mà các em có thể trình diễn trên cái sân khấu những tài năng của mình. Và chủ nhật thì chúng em có đám cưới đầu xuân, lễ rước thăng hoàng và cũng giống như là đại nhạc hội ở sân khấu chính của chúng em. Dạ vâng, xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng ta sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đã trở lại với phần 2 của chương trình Hội Dân Chủ Việt Mỹ của tuần này. Và Thu Hà mời trở lại anh Minh Phạm, đại diện cho Tổng hội Sinh viên miền Nam California, gửi đến quý vị những chi tiết về hội chợ Tết Sinh viên sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, ngày 27, 28, 29 tại Fairground, Orange County Fairground, tức là nằm cách Little Sài Gòn chúng ta khoảng 10 mai không? Khoảng 10 mai, khoảng 15 phút lái xe, đi về hướng Nam, cũng rất là gần. Thì bây giờ trở lại với Minh. Thì mình cho hồi nãy mình có nói về cái chi tiết mà giờ mở cửa của hội chợ Tết, thì mình có thể lặp lại là ngày thứ sáu mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ và thứ bảy mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Và em sẽ lặp lại cái thời lịch trình là từ thứ sáu 4 giờ chiều tới 10 giờ tối, thứ bảy 11 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, chủ nhật là 11 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Mà riêng ngày thứ bảy thì quý vị nếu mà đi sáng từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, tức là một tiếng trước khi lễ khai mạc, mà quý vị nhận bằng những chiếc áo dài giống như em với chị Thu Hà ở đây, hoặc là áo bà ba, áo tứ thân, quân phục Việt Nam Cộng Hòa, và cũng giống như là hướng đạo sinh, những cái quần áo đồng phục của hướng đạo sinh, thì quý vị có thể vào cổng miễn phí đúng một tiếng đó, 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa ngày thứ bảy, một tiếng trước khi lễ khai mạc. Dạ vâng, rất cảm ơn. Thì Thu Hà thì mấy ngày nay ăn Tết thành ra mặc áo dài lia lịa thôi. Cho nên mặc thêm áo dài của ngày đó cũng không thành vấn đề. Dạ vâng. Thì bây giờ mình có thể chia sẻ thêm là hiện tại ngoài cần giúp những nhân sự về thiện nguyện viên hay là những cái vật liệu để cho làng Việt Nam, thì ban tổ chức còn cần thêm gì nữa? Dạ để vâng. mà nhờ đài có thể quảng bá giùm, phổ biến giùm. Dạ vâng, thì xin cảm ơn chị. Thì giống như hồi nãy em nói, nếu mà quý vị có những cái bên cạnh cái vật liệu, nếu mà quý vị có những cơ sở thương mại nào các quý mạnh thường quân mà đóng có những cái hiện kim, hoặc là quý vị muốn giúp cho chúng em có thể quảng bá cho chúng em về hội Tết Sinh viên, để cho chúng em sau này có một cái khuôn viên chơi để cho các em không những là học về văn hóa Việt Nam và đồng thời mà cũng phổ biến cho các cộng đồng chủng tộc khác cũng trong dòng chính, để cho họ có thể hiểu hơn về văn học Việt Nam của mình. Và một lần nữa em xin đọc lại của số điện thoại để bảo trợ là những hiện kim, thức ăn, nước uống hoặc là những cái vật liệu xây dựng làng Việt Nam là 714-576-6411, 714-576-6411, và xin liên lạc với em Eric Đoàn là trưởng ban bảo trợ để biết thêm chi tiết. Dạ vâng, rất đúng. Bây giờ cứ gọi thẳng cho mình đi. Cho chắc ăn là để mà cần sự giúp đỡ lẹ hơn nữa, đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng. Thì bây giờ nếu mà quý đồng hương hay trong đó có Thu Hà nữa mà muốn mua vé đi vào cửa mùa trước thì mua ở đâu? Dạ vâng, thì em mới vừa nhận cập nhật cái này là giá vé giống như năm mọi năm là 80 kim, nhưng mà năm nay chúng em không có bán trên online nữa, chúng em sẽ bán tại cổng luôn, mình đến tại cổng mình mua luôn. Thì em mới vừa nhận được sự cập nhật này từ trưởng ban tổ chức, thì quý vị có thể đến mua tại hội Tết Sinh viên, giá vé là 80 kim. Thì nếu quý vị đi xe em thì tại vì ở OC Fair mình phải trả tiền cái vé đậu xe. Đúng thì 12 Mỹ kim, mà 12 Mỹ kim này chúng em không có lợi nhuận từ chúng em phải trả lại cho bên OC Fair.
Thì nếu mà quý vị đi nhiều người thì chúng em khuyên quý vị là nên đi carpool chung với nhau để mình tiết kiệm cái đường mà đồng thời là tiết kiệm cái tiền trả tiền đậu xe nữa. Dạ vâng, rất cảm ơn mình. Thì một lần nữa, hội chợ tết sinh viên lần này lần thứ mấy? 41. 41. Wow, lần thứ 41 hội chợ tết sinh viên tại OC Orange County Fairground bắt đầu từ ngày 27, 28 và 29 tháng Giêng của chúng ta. Rất mong quý vị hãy đến ủng hộ cho các em. Là tại vì riêng Thu Hà, Thu Hà cũng đã đến hơn 30 mấy lần. Tại vì không trừ 2 năm COVID nhé. Dạ vâng. Dạ vậy. Bây giờ mời Minh có thể chia sẻ thêm những cái chương trình đặc sắc nha của hội chợ tết như thế nào. Dạ vâng, thì bên cạnh, cảm ơn chị Thu Hà, thì bên cạnh những cái chương trình hồi nãy về tổng quát 3 ngày thì chúng em vẫn còn mở đơn ghi danh cho các cuộc thi. Thì giống như là năm, giống như chị nhớ từ cái show trước khi mình nói về cuộc thi ăn phở, ăn hộp vịt lộn, uống trà sữa. Wow, cũng như... muốn đọc không ạ? À? Và hôm nay có một món rất là healthy là món thi cuộc thi nếm trái cây á chị. Tức là mình bịt mắt lại, mình cho thử trái cây để mình nếm và mình đoán được đó là loại trái cây gì. Thì cái đó rất là hay. Và bên cạnh đó cũng em có cuộc thi là chơi bài tiếng lên, chơi Kahoot và chơi Smart Pro là cho mấy em trẻ có thể thể hiện tài năng của mình, và cuộc thi trẻ em mặc quốc phục đẹp, cuộc thi viết văn làm thơ và một số cuộc thi vui nhộn như là karaoke trên sân khấu làng Việt Nam. Vậy bây giờ cái ngày khai mạc đó là ngày thứ bảy đúng không? Và mấy giờ? 1 giờ. Ngày khai mạc 1 giờ ngày thứ bảy, nhưng mà ngay buổi đó mà quý vị mà đi mặc đồng phục, mặc quân phục, mặc áo dài theo kiểu giống như Thu Hà hay là giống như Minh đó, thì sẽ được vào cửa miễn phí. Miễn phí đúng 1 tiếng là 11 giờ sáng tới 12 giờ trưa. 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa thôi nha quý vị, là miễn phí. Nói thật là miễn phí thì không phải miễn phí, nhưng mà cái tiền này cấn vào tiền của tổng hội sinh viên. Thay vì quý vị phải trả tiền thì đây là cái tiền vẫn bị charge nhưng mà đưa vào cái tổng hội phải trả. Đúng không? Đúng rồi, để thì cái tiền đó quý vị cũng không có gì lạ là chúng em, tại vì từ tính tới năm 2020 chúng em có 1.5 triệu Mỹ kim, thì cái tiền đó chúng em sẽ đưa lại những tổ chức phi lợi nhuận ở trong cộng đồng để cho họ tiếp tục cái chương trình của họ để giúp cho bảo tồn cái nền văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và riêng cho tổng hội sinh viên thì mình dùng cho các chương trình của trại hè lãnh đạo, cuộc thi các đêm nhân quyền và cũng như các sinh hoạt cùng giới trẻ mà chị Thu Hà với em có sinh hoạt ở chung và một số chương trình khác ở trong cộng đồng, thì cái đó là tiền mà quý vị trả vào 8 đồng Mỹ kim tiền vé. Dạ rất đúng. Nói chung là tất cả những cái profit một cái tổng hội sinh viên thì cũng phần nửa được chia cho các hội đoàn, chia cho các hội đoàn bất vụ lợi. Đúng rồi. Tùy theo những cái chương trình của từng hội đoàn được đưa ra đúng không? Đúng rồi chị. Dạ vâng. Rồi bây giờ mình trở lại tiếp theo cái hội chợ tết, thì mình có thể chia sẻ là cái những cái buổi thi đó. Thì ví dụ như mấy năm trước là thi ăn phở ha, thi này thi nọ, thì nó sẽ bắt đầu từ ngày nào? Chúng em bắt đầu cả 3 ngày luôn chị. Ồ, 3 ngày luôn. Nhận wow. từ bên các ban, các cuộc thi, thì em sẽ gửi ra các cuộc thi trong vòng 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Thì quý vị có thể lên trang nhà của chúng em là, hoặc là quý vị có thể Google là Tết Festival Contest, tức là ban của các cuộc thi của hội tết sinh viên, thì họ sẽ hiện ra tên của các cuộc thi và sẽ ngày giờ đầy đủ, và chúng em có một số cái giải thưởng rất là vui ở trong những cuộc thi đó trên website của chúng em. Nói chung là khi mà chúng ta đã thi đua với nhau thì luôn luôn phải có thưởng. Có thưởng. Yeah. Không thưởng nhiều thì ít thì người ta mới tất cả mọi người mới hào hứng. Dạ vâng. Để mà tham gia thi đấu á. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình nghĩ coi cái tiết mục thi đấu nào hấp dẫn nhất. Theo kinh nghiệm em làm 11 năm, em thấy cái hay nhất là em thích ăn phở. Và chị biết là cái tô phở không phải tô phở bình thường mà tô phở xe lửa. Ăn rất là nhiều. Nếu quý vị mà đói bụng bữa đó, xin thể để dành bụng buổi sáng mình vô, hay gì mình ăn ở nhà, mình ăn trong hội tết sinh viên để cho vui. Và thứ hai là em thấy ăn hộp vịt lộn là cái rất là mới. Thì quý vị tưởng tượng là một trứng hộp vịt lộn mình ăn ở nhà, bây giờ mình ăn nhiều trứng thì ai ăn nhanh. Và năm nay cuộc thi mới, em chính bản thân em sẽ thử trải nghiệm coi năm nay họ thi cuộc thi nếm trái cây thì làm sao, thì mình hy vọng năm sau thì cuộc thi này sẽ trở nên phổ biến và thường niên giống như hàng năm cho mọi người thi cho vui. Nghe rất hay. Yeah. Và bây giờ khi mà chúng ta nói tới ngày chủ nhật là ngày bế mạc phải không, thì mấy giờ là phải tất cả mọi người phải rời khỏi cái sân đó. Cái sân đó là khoảng 9 giờ đêm thưa chị. 9 giờ đêm. Ôi giờ plan chị. Nhưng mà đặc biệt quý vị rất mong quý vị hãy tham gia ủng hộ hội chợ tết sinh viên lần thứ 41 tại Orange County Fairground vào ngày 27, 28 và 29 tây cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Thì bây giờ chúng ta cũng hết giờ rồi, mời Minh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thu Hà. Sẵn tiện đây em xin đại diện cho các anh chị em trong hội Tết sinh viên. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Em và các anh chị em trong học tổng hội sinh viên mong muốn được gặp quý vị lúc cuối tuần này vào ngày 27, 28 và 29 tháng Giêng, tức là mùng 6, mùng 7 và mùng 8 Tết tại OC Fair and Event Center. Dạ vâng, rất cảm ơn quý vị theo dõi chương trình và một lần nữa hẹn gặp quý vị tại hội chợ Tết sinh viên lần thứ 41. Chúc Tết quý vị một lần nữa. Chúc quý vị một năm thật an khang, thật thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin kính chào quý vị.